Kinh văn. Như Lai biết đại chúng lo sợ nên trong lòng thương xót an ủi A Nan và đại chúng. Các thiện nam tử, những lời Đấng Vô Tượng Pháp Vương nói đều là lời chân thật, nói những lời như thật, không cuốn dối, không hư vọng. Chẳng phải như ngoại đạo Mạt Già Lê dùng bốn tứ luận nghị bất tử kiểu loạn. Ông nên chín chắn suy nghĩ, chớ phụ lòng lân mẫn của Như Lai. Giảng. Khi Đức Phật biết đại chúng đều bối rối, Ngài khởi từ tâm thương xót. À, chúng sinh các ông thật đáng thương xót. Như Lai biết đại chúng lo sợ nên trong lòng thương xót an ủi A Nan và đại chúng. Như Lai biết tinh thần của đại chúng không được bình ổn nên Ngài từ bi ban cho món quà nhỏ vô úy thí. Ngài bảo: các ông không nên sợ hãi, Như Lai sẽ giảng giải cho các ông. Các thiện nam tử, Đức Phật thường gọi mọi người trong đại chúng là thiện nam tử. Các thiện nam tử, hãy lắng nghe cho kỹ, đừng lúng túng như vậy. Bây giờ Như Lai sẽ nói cho các ông nghe những lời mà Đấng Vô Tượng Pháp Vương nói. Những điều Đức Phật nói đều là lời chân thật. Những gì Đức Phật nói đều là chân thật. Quý vị không nên nghi ngờ gì cả. Có một đạo lý nhất định trong những gì tôi từng nói trước đây, rằng tánh thế là vật và không phải là vật. Tôi thực sự nói với quý vị những điều đáng tin. Tôi không dối gạt quý vị, nói những lời từ như thật. Những điều Như Lai nói đều khế hợp với đạo lý. Như Lai dựa vào đạo lý mà diễn bày giáo pháp này, sẽ không chấp nhận được với những điều không tương ưng với đạo lý, không cuốn dối, không hư vọng. Như Lai không nói những lời cuốn dối, những lời không chân thật. Chẳng phải như ngoại đạo Mạt Già Lê. Mạt Già Lê từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Hán có nghĩa là bất kiến đạo. Mẹ ông ta có tên là Gosali, Kausali. Mạt Già Lê Kausali tử là một trong sáu lục sư ngoại đạo. Ông ta được gọi là bất kiến đạo vì ông ta không hiểu được đạo. Ông ta không thấy và không đi đúng theo đạo. Những gì ông làm là đi theo một đường lối mê lầm. Ông ta chạy quanh với đôi mắt nhắm. Và cuối cùng, ông ta bước ngay xuống biển và bị chết chìm ở đó. Kết quả như vậy vì ông không thấy được đạo. Đó là điều suy nghĩ của riêng tôi sau vài nghìn năm. Chắc chắn là nước biển rất khó chịu, không dễ uống như rượu hoặc nước lọc. Một khi ông ta đã uống nước biển, chắc chắn là không có bác sĩ nào có thể chữa trị cho ông ta được. Dùng bốn tứ luận nghị bất tử kiểu loạn, ông ta nói điều gì? Các pháp thường và cũng vô thường. Vạn vật là thường biến đổi và cũng thường hằng. Các pháp là thanh tịnh và cũng là nhiễm ô. Các pháp cũng sinh và cũng diệt. Các pháp cũng tăng và cũng giảm. Đó là bốn loại lý luận của ông ta. Vốn Đức Phật đã dạy bất sinh bất diệt, nhưng Mạt Già Lê nói cũng sinh cũng diệt. Lý thuyết của ông ta xa rời sự thực biết chừng nào. Đức Phật dạy các pháp đều vô thường, chuyển biến thay đổi tùy thuộc vào nhân duyên, thay đổi tùy theo nhân duyên nhưng lại bất biến. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Nhưng Mạt Già Lê lại bảo cũng thường, cũng vô thường. Lý thuyết của Mạt Già Lê chỉ là lời nói suông hai chiều. Ông ta bảo vật có một nguyên lý, rồi cũng bảo rằng nó có một nguyên lý ngược lại. Và ông ta đứng trong hàng những người chống đối trực tiếp với giáo lý Đức Phật đã giảng dạy. Thế nên Đức Phật gọi bốn loại lý luận của ông ta
là bất tử kiểu loạn. Kiểu loạn có nghĩa là cực đoan và làm cho người khác mê lầm. Nhưng lý thuyết của ông ta không đúng. Đức Phật xác quyết một lần nữa với đại chúng, giáo pháp của Như Lai không hư dối như lý thuyết của ngoại đạo Mạt Già Lê. Ông nên chín chắn suy nghĩ, ông nên suy nghĩ kỹ lưỡng, chớ phụ lòng lân mẫn của Như Lai. Đừng bận tâm, đừng sợ, đừng buồn. Lòng lân mẫn là nói đến những gì Đức Phật biểu hiện. Như Lai rất thương cảm các vị trong hội chúng. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。